Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang nghe âm thanh đã cùng quay trở lại với kênh YouTube của MD Audio. Ngày hôm nay tiếp tục lại giới thiệu những cái mẫu sản phẩm dây mic rất là chất lượng đến anh em. Cái cũng xin thông báo cho anh em là cái mẫu dây mic cũ đã hết rồi, thì tôi mới tìm được một cái bản dây mic mới để thay thế cho cái sản phẩm dây mic trước. Thì cái bản dây mic lần này nó cũng vô cùng chất lượng anh em nhé. Đó, thì ngày nay sẽ lên ở đây là tôi đã làm DIY sẵn để cho những anh khách với những cái bộ chiều dài là 5m này, 6m. Đấy, với những anh em nào cần những cái chiều dài lớn hơn hoặc ngắn hơn thì có thể liên hệ anh em nhé. Còn những cái bộ tiêu chuẩn là thường là tôi sẽ làm 5m cho anh em. Ở đây thì đầu tiên là sẽ với những cái sản phẩm dành cho mic không dây anh em nhé. Mic không dây nhưng mà vẫn có dây cắm đấy, nhưng mà đấy, nói vui vậy thôi. Cái sản phẩm dây mic không dây này thì cho những cái sản phẩm dành cho đồng thu của mic không dây anh em nhé. Đấy, ở đây này, anh em là của Hitachi anh em nhé, đầu jack 6 ly của Hitachi, cực kỳ xịn, dây dẫn điện của Hitachi rồi. Và những cái dây dành cho mic không dây này thì tôi thường làm tiêu chuẩn 1m anh em nhé, dài ngắn hơn cũng được nhưng mà cứ tiêu chuẩn 1m đấy để cho anh em. Ở đây là những cái sản phẩm dây mic có dây, dây này thì dài 5m anh em nhé. Đấy, một đầu can ống cái ra, một đầu 6 ly này. Đấy, đầu can ống cái này là để cắm vào mic này. Thì với những anh em nào hát karaoke gia đình lâu năm thì biết rồi, những cái đầu jack này mà những cái đầu jack mà không xịn ấy, khi mà anh em dùng một thời gian lâu cắm rút nhiều lần ấy, nó sẽ bị lỏng lẻo đấy. Và cái tín hiệu của anh em rất là khó chịu, là có khi đang hát mất tín hiệu này. Anh em thường có khi phải gập cả dây lại như thế này đấy. Thì điều đấy là một cái điều gọi là không ai muốn cả anh em nhá. Thì tôi đã có một cách khắc phục cho anh em, ở đây có những cái đầu jack rất là xịn ở đây đấy, những cái đầu jack rất là tiêu chuẩn và tốt đấy, để phù hợp cho anh em. Đây anh em thấy nhá, đây này sẽ cắm cho anh em xem thử luôn. Anh em thì thấy này, không bao giờ có một cái độ dơ nào luôn anh em nhé, cực kỳ chắc chẽ. Đấy, anh em thấy là những cái đầu jack làm cho anh em những cái dây mic là phải làm những cái sản phẩm gọi là tuyển chọn anh em nhé, không phải làm những hàng vớ vẩn được. Là anh em sẽ gọi là hoàn toàn đảm bảo về cái chất lượng tín hiệu cũng như là không bao giờ lo cái vấn đề gọi là bị lỏng lẻo khi mà tiếp xúc những cái đầu jack, gây tình trạng rất là khó chịu, lỡ chế. Cái loại dây thì sẽ tí cho anh em xem sau nhé, giới thiệu qua những cái sản phẩm. Ở đây là bản dây mic cao cấp đấy, sử dụng đầu jack 6 ly carbon anh em nhé, dành cho bộ thu mic không dây đấy. Nhưng anh em biết rồi, mic 2, mic xịn, mic nhập khẩu, mic Mỹ, Anh thì đương nhiên cần những sợi dây dẫn tín hiệu nó tốt, nó đảm bảo, cũng như là dây tốt rồi thì phải có cái đầu jack màu xịn đấy, để đảm bảo cái tín hiệu nó được chuẩn chỉ nhất, không bị những cái tín hiệu như sôi sạn hay là mò ve tiếp xúc kém anh em nhé. Cái sản phẩm này thì anh em thấy này, cái đầu jack cực kỳ chất, đầu jack carbon 6 ly carbon anh em nhé. Ở đây thì tôi cũng có làm DIY thi công xong một cái bộ dây mic có dây, sử dụng hai đầu cao cấp đều là carbon. Đấy, một cái đầu là can ống cái của carbon của Magitech cực kỳ nổi tiếng rồi, và thứ hai là một đầu 6 ly carbon. Đấy, dây này cũng có tiêu chuẩn là dài 5m, còn dài ngắn hơn thì anh em có thể yêu cầu nhá. Đây anh em thấy này, những cái đầu jack này, một cái đầu jack không này đã gần 200.000 anh em nhá, đã hơn 100.000, gần 200.000 cái đầu jack này rồi. Anh em thấy này, độ carbon cực kỳ xịn này, tôi sẽ cắm vào cho anh em xem nhá. Những cái đầu carbon này thì không cần phải trình bày gì nhiều rồi, nó gọi là đỉnh cao rồi. Sao anh em thấy không, nó đã đỉnh cao rồi anh em nhé. Đầu carbon rất là xịn này, cắm rút cực kỳ chặt chẽ và mạnh mẽ. Đó, tùy anh em lựa chọn nhé. Với những anh em nào kỹ tính rồi là mình thích nâng cấp sử dụng những cái sản phẩm dây mic hợp đắt tiền một chút, vì anh em mình có những cái con mic nó xịn sò, thì đây là một lựa chọn rất tuyệt vời cho anh em. Còn với những anh em nào bình thường thôi thì những cái dây mic đặt này cũng đã quá là tiêu chuẩn anh em nhé. Những cái dây mic bình thường này thì anh em nghe sử dụng những con mic của nhà quá là tiêu chuẩn rồi. Vậy anh em kỹ tính hơn hay là có điều kiện hơn một chút, muốn nâng cấp những sản phẩm nó cao cấp hơn, thì cái dây mic carbon là một lựa chọn rất tuyệt vời cho anh em. Còn bây giờ sẽ là cho anh em xem cái lõi dây nhá. Lõi bản dây lần này thì biết là dây nó rất là mềm này. Anh em thấy này, dây nó rất là mềm. Cái này thì đi dây rất là sướng, anh em có thể kể cả sử dụng 17, 8m, 10m, anh em đi trong phòng anh em vô tư luôn nhá. Dây thì nó nhỏ, nó vừa phải. Đó, anh em thấy đây, đây sẽ trên dây sẽ có Hitachi anh em nhé, dây của Hitachi, dây bãi Nhật xịn, sử dụng
Đây là giấy bã, anh em có thể thấy là cái chữ nó sẽ hơi mờ một chút, thì đấy không phải là cái vấn đề. Đây anh cho anh em xem nhé. Đây sẽ cắt ra cho anh em xem cái lõi dẫn của cái dây này, dây bạc này rất là ngon anh em nhé. Nói chung là những cái dây dây mic tôi làm cho anh em ấy là đều là làm dẫn tuyển chọn hết, nên hoàn toàn yên tâm sử dụng những cái dây nó. Và nó chất so với mặt bằng, và phải tuyển chọn chứ không phải là dây thích làm dây nào thì làm được anh em nhé. Ra chặt đó, anh em thấy này, bên trong một cái lớp lưới chống nhiễu cực kỳ dày dặn. Phần chống nhiễu này sẽ được dùng để tiếp mát anh em nhé, anh em không bao giờ, anh em hoàn toàn yên tâm, không bao giờ lo cái vấn đề bị ảnh hưởng, bị nhiễu do những cái sóng cao tần hay là bất kỳ một cái vấn đề gì khi mà anh em sử dụng những cái dây mic này. Vì dây của Nhật họ làm thì thực sự thì người Nhật cái tính họ cẩn thận, cũng như là những cái dây mic này thật sự mình nói với anh em nói vui là anh em thì dùng cả đời anh em nhé, thật sự luôn. Những cái dây như này đầu dắt thì có thể hao mòn nhưng mà dây thì anh em dùng cả đời luôn, không có một cái vấn đề gì luôn anh em nhé. Bên trong đó, bên dưới lớp lưới chống nhiễu bên trong thì anh em thấy này, họ làm cẩn thận, người Nhật họ làm là lớp giấy giấy chống ẩm cũng như là lớp vải dù để giữ chắc chắn cũng như là bảo vệ cái dây nó tốt hơn. Đấy. Và bên trong nó gồm có 6 lõi dẫn anh em nhé, 2, 4, 6, 6 lõi dẫn. 6 lõi dẫn này tôi tuyển chọn sử dụng những cái lõi dẫn đồng mạ bạc để cho cái tín hiệu nó được nhanh nhất, được nhanh nhất, ổn định nhất, không xôi xạo, cũng như là cái lời cao, những cái giải cao, những cái lời ca tiếng hát của anh em khi mà sử dụng cái dây dẫn này nó bay nhất anh em, nó bay nhất, nó được hay nhất, nó thanh thoát nhất. Với anh em hiện tại, những anh em nào mà đang sử dụng những cái dây mà người ta cho những dây trắng trắng nhỏ nhỏ mà đầu dắt tiếp xúc kém, rồi là âm thanh nghe nó hát nó rất là bí, nó không thanh thoát, thì anh em lựa chọn cái dây này tôi dám đảm bảo với anh em là sẽ khác biệt. Đó, anh em thấy đây, dây lõi dẫn đồng mạ bạc óng này, nên anh em hoàn toàn yên tâm đi dây thì khoảng 7-8-10 mét. Thứ nhất là không bao giờ lo nhiễu sóng cao tần hay bất cứ một cái vấn đề gì cả, và thứ hai là nó truyền tải tín hiệu cực kỳ ổn định luôn anh em nhé. Đồng mạ bạc này anh em hát thì cái lời ca tiếng hát thì nó cực kỳ bay luôn. Đấy, vợ chồng nào mà gọi là hay hát karaoke đấy, nhậu cuối tuần ở gia đình loa kẹo kéo hay là các thứ đấy, thì sử dụng những cái dây như thế này thì thực sự là cực kỳ tốt và cực kỳ đảm bảo chất lượng cho anh em luôn anh em nhé. Đó, dây đồng mạ bạc đẹp như thế này cơ mà, 6 lõi dẫn cực kỳ chất. Đó, và cuối cùng là sẽ là báo giá cho anh em với những cái sản phẩm dây mic này nhé. Với một sản phẩm dây mic dài 5 mét, hai đầu, một đầu 6 ly Hitachi là một đầu Canon cái tiêu chuẩn đẹp như thế này, sẽ có giá là 320.000 đồng, là chưa qua gồm phí vận chuyển anh em nhé. Những sản phẩm này anh em mua kèm thì vui lòng cộng thêm 30.000 tiền ship giúp tôi anh em nhé, 30.000 tiền ship. Đấy, mua bao nhiêu sản phẩm thì anh em cứ nhân tiền lên rồi là cộng với 30.000 tiền ship là được. Đấy, một cái dây này dài 5 mét sẽ là 320.000 đồng, cộng 30.000 tiền ship sẽ là 350.000 anh em nhé. Đó, còn anh em nào muốn mua những cái sản phẩm dây mic cao cấp đầu carbon như thế này dài 5 mét thì cái sản phẩm này sẽ có giá 470.000 đồng anh em nhé, 30.000 tiền phí vận chuyển sẽ là 500.000 đồng một dây, một dây anh em nhé, giá một dây đấy, không phải một cặp đâu anh em nhé. Đó, và dây dành cho mic không dây đi, dành cho đầu thu mic không dây, dây hai đầu 6 ly của Hitachi, dây hai đầu 6 ly của Hitachi, dây dành cho bộ thu mic không dây anh em nhé, dây hai đầu 6 ly của Hitachi dài 1 mét sẽ có giá là 250.000 đồng một sợi. Dây này thì đã 250.000 đồng một dây anh em nhé, và đã bao gồm phí vận chuyển dài 1 mét. Còn với sợi dành cho hai đầu carbon dành cho mic không dây cao cấp, đầu thu mic không dây cao cấp đây, như anh em thấy ở đây dài 1 mét thì sẽ có giá là 350.000 đồng anh em nhé, 350.000 đồng bao ship một dây. Với những sản phẩm này thì anh em DIY đều sử dụng những cái thiết bạc rất là chất lượng, đảm bảo tín hiệu cũng như là cái đường truyền cũng như là đảm bảo chắc chắn nhất, và những sản phẩm này sẽ là bảo hành trọn đời cho anh em nhé. Và số điện thoại của tôi là 0931655426. Anh em mà mua hàng hay là đặt hàng thì vui lòng nhắn tin, gọi điện hoặc kết bạn qua Zalo anh em nhé. Với những sản phẩm này tôi sẽ giao hàng toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra rồi phải thanh toán. Những sản phẩm rất chất lượng như này. Số điện thoại của tôi là 0931655426 anh em nhé. Nhắn tin, gọi điện hoặc kết bạn qua Zalo. Muốn biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên bấm nút like và nút đăng ký kênh để ủng hộ.
Còn bây giờ xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.